Trong những vòng thi trước thì Minh Viễn nhận rất nhiều lời khen từ cô Y Lan, có thể nói là như mơ. Và trong lần trở lại này thì Minh Viễn sẽ chọn bài và tập luyện kỹ lưỡng để một lần nữa đi vào lòng cô Y Lan. Rồi mình vẫn thế, có sao đâu, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dần để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ấn ái giữa đôi ta có bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên anh đã biết được ngày này. Chim quý phải ở lòng son, anh không trách là em bội bạc, mà em ơi anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sao cuối chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Anh không trách là em bội bạc, mà em ơi anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường.